Xin chào, xin chào. Hôm giờ thì mọi người thực hiện giãn cách đến đâu rồi nhỉ? Mình trước nha. Ngoài ăn, ngủ, chơi game ra thì mình còn đọc sách, học hỏi và tìm hiểu thêm những cái điều bản thân còn thiếu sót mà trước đó mình cũng muốn thực hiện nhưng mà do không có thời gian. Và vừa hay trong cái khoảng thời gian giãn cách này thì mình sẽ hoàn thiện và sửa soạn bản thân được tốt hơn. Điều mà mình mong muốn làm nhất sau khi hết dịch đó chính là về quê thăm lại gia đình và người thân của mình. Sau khi hết dịch thì mình cũng xin hứa là sẽ làm việc hết mình nè, sẽ không than mệt mỏi khi làm việc vất vả và sẽ không than là Hồ Chí Minh sao hôm nay tắc đường kẹt xe thế, và mình sẽ gặp gỡ lại bạn bè của mình và cùng nhau lên kế hoạch cho những chuyến du lịch. Sau khi hết dịch thì mình sẽ trở lại với công việc hàng ngày, xin hứa là sẽ làm việc chăm chỉ, làm việc hết mình, không than thở khi làm việc vất vả đâu. Mình rất là nhớ những buổi gặp gỡ bạn bè cùng người thân đi ăn buổi tối, cùng nhau tâm sự, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện bản thân đã trải qua, những điều trong cuộc sống. Mong dịch mau mau đi qua để mọi người có thể gặp lại nhau, để cuộc sống của chúng ta trở lại bình thường. Hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh và chúng ta sẽ thực hiện những điều mà mình muốn làm sau khi hết dịch. Cùng mình tham gia ngay chương trình Made by Me của Remitano, cùng đồng hành FinFarFun. Chúng ta hãy cùng nhau sáng tạo những video lan tỏa câu chuyện của mình để truyền tải những năng lượng tích cực đến cho mọi người với chủ đề điều bạn muốn làm nhất sau khi hết dịch. Và chúng ta sẽ nhận được những giải thưởng tiền mặt vô cùng hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.